Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu ví cầm tay xinh xắn như thế này ha. Mặt sau nè. Và mặt trước. Mặt trước thì mình sẽ trang trí họa tiết nơ. Bên trong thì mình sẽ làm một ngăn ha. Các bạn có thể để tiền hoặc là các cái giấy tờ tùy thân vào bên trong nè. Mình có một cái nút để khóa lại ha. Mẫu này thì các bạn có thể thay đổi màu hoặc mình cũng có thể tăng giảm size tùy thuộc vào mục đích sử dụng ha. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi đã có được một nút rồi, tùy thuộc vào cái mục đích mà các bạn sử dụng nè. Ở đây mình sẽ làm ví để đựng thẻ ATM ha. Nên các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên. Và cái xích đầu tiên này nó sẽ có cái độ dài, dài hơn gấp đôi so với cái thẻ mà các bạn sử dụng ha tùy thuộc vào tay thở móc lỏng hay chật khác nhau cũng như sử dụng chất liệu len khác nhau cho nên cái xích đầu tiên này nó có thể thay đổi ha đối với mẫu này thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 40 mũi móc xích sau khi có được 40 mũi móc xích mình sẽ đạt được cái chiều dài như thế này từ đây tiếp tục móc lên một mũi móc xích sau đó móc vào chân thứ 40 một mũi móc đơn và các bạn sẽ làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng ha cứ mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc được đến cuối rồi nè mình được một cái hàng mũi đơn như thế này khi các bạn gặp đôi lại mình sẽ tạo ra được một cái độ rộng vừa phải để mình có thể nhét phụ kiện vào bên trong ha móc lên một mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại thì hàng đầu tiên mình có 40 mũi móc đơn tạo ra 40 chân cho hàng thứ hai hàng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn mình sẽ có 40 mũi móc đơn và 40 chân ha móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng mỗi chân móc ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi móc cho mình được đến cuối hàng mình sẽ có hai hàng móc đều nhau như thế này tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng thứ ba thì mình cũng làm tương tự giống như cái hàng thứ hai ta có 40 chân móc thì mỗi chân móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc lúc này mình cũng có được 40 mũi móc đơn vào 40 chân ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng cho đến khi mình đạt được cái chiều cao của cái phần thân này khi mà mình đo cái phần thẻ mà mình sử dụng nè, nó sẽ cao hơn cái phần thẻ một tí ha, tầm khoảng 1 cm. Đối với size này mình sẽ móc lên tổng cộng là 14 hàng móc, ta đạt được một cái chiều cao vừa phải cho cái phần thẻ của mình rồi nè. Thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích, sau đó mình sẽ móc cái phần thân trên ha. Tổng số mũi móc của mình ở bên dưới là 40 mũi móc. Thì đối với cái phần thân trên này các bạn sẽ móc cho mình một nửa so với cái số mũi xích đầu tiên ha mình sẽ có 20 mũi móc đơn vào 20 chân. Móc đơn thứ ba nè. Móc đơn thứ tư. Móc tương tự cho đến khi ta được 20 mũi móc. Nằm chính giữa ha. Mũi 19 nè và mũi thứ 20. Sau khi đã có được 20 mũi móc đơn, được một nửa so với cái số xích đầu tiên rồi nè. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại, lúc này mình sẽ có 20 chân móc cho cái hàng móc tiếp theo này, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn, mình sẽ có 20 mũi móc đơn vào 20 chân ha thì cách móc cũng tương tự như phần bên dưới thôi nhưng mà số mũi móc nó sẽ ít hơn, mình sẽ móc cho đến cuối hàng sau đó móc thêm nhiều hàng móc. ở bên dưới mình có 14 hàng thì bên trên các bạn có thể móc cho mình nhiều hơn so với phần bên dưới một đến hai hàng móc nha. sau khi đã móc thêm nhiều hàng móc thì lúc này cái phần thân trên của mình sẽ nhiều hơn phần thân dưới khoảng tầm một hàng móc nha ta sẽ có được phần thân của ví như thế này. Đến đây thì các bạn tiến hành cắt len. Bây giờ mình sẽ móc cái phần nơ ha. Ở đây mình đã móc sẵn nơ rồi nè. Phần thân trên của nơ các bạn sẽ móc cho mình bằng với cái kích thước của phần thân trên, tức là mình sẽ có 20 mũi móc xích. Và mình sẽ có được cái tổng số hàng móc ít hơn so với cái phần thân trên này khi mà mình ướm vào. Thì cái khoảng cách từ thân dưới này lên cái phần này nó sẽ cách nhau khoảng tầm 2 cm ha mình sẽ thắt cái phần nơ ở chính giữa này nha bây giờ mình sẽ nẹp cái phần nơ lại nha móc lên một mũi móc xích nè sau đó chọn một mặt là mặt phải ở cái phần thân của ví mình sẽ viên lại toàn bộ cái phần thân này khi móc lên một mũi móc xích rồi ta sẽ đâm kim vào chân của mũi móc đơn cuối cùng mà mình vừa móc ở cái phần nơ đồng thời các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên của cái phần mà mình vừa ướm á hai chân móc song song như thế này móc vào đây một mũi móc đơn sau đó lúc này ở bên này mình sẽ có những cái chân móc của các cái hàng móc nè. Nó không phải là những cái chân móc liên tiếp giống như là cái phần dưới này mà nó sẽ là các cái chân móc mà mình móc của từng hàng móc ha. Thì các bạn cứ đâm kim cho mình lần lượt vào từng chân móc. Hai chân móc song song với nhau, song song và tương ứng với nhau ha. Móc vào mũi móc đơn. Sau đó làm tương tự cho các chân móc còn lại ha mình cứ đâm kim vào hai chân móc song song với nhau và móc vào mũi móc đơn sau khi mình đã móc được đến cái phần cuối cùng của nơ rồi nè thì chân móc cuối cùng của phần nơ đó và chân móc kế tiếp ha móc một mũi móc đơn và tiếp tục mình sẽ móc viền ở cái phần thân của ví Vì mình đã viền xong cái phần nơ rồi nè Thì tiếp tục mình sẽ đâm kim vào các chân móc của phần thân ví Mỗi chân các bạn cũng móc cho mình một mũi móc đơn Các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái góc đầu tiên mà mình gặp ha như vậy là ta đã nẹp được cái phần nơ lại rồi nè đến góc thì để tạo góc móc cho mình vào cái chân cuối cùng ba mũi móc đơn cùng chân móc móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba mình sẽ tạo ra được một cái góc bo như thế này ha sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các cái chân của cái phần thân ví mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn thì lúc này mình đã có được những chân móc cụ thể rồi nè các bạn cứ viền tương tự cho mình cho các chân móc còn lại ha Điền cho đến cái góc này thì mình cũng móc 3 mũi móc đơn vào cái góc cuối cùng này. Sau đó bên này mình sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Đến đây mình cũng tạo góc ha, các bạn sẽ móc cho mình đến vị trí này. Khi đã móc được đến cái vị trí bo ở đây rồi nè thì lúc này á các bạn sẽ bỏ qua cái chân móc giao nhau giữa phần thân trên và phần thân dưới. Mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc bên này. Mỗi chân tay sẽ móc một mũi móc đơn ha. Và khi các bạn móc cho mình các cái mũi móc đơn nè, đến cái phần nơ thì mình sẽ giống thẳng qua. Ở đây cái phần nơ của mình nó nẹp đến đây cần kết thúc thì các bạn sẽ giống thẳng lên bên này. Và mình sẽ móc các cái mũi móc đơn đến gần cái chân móc đó ha. Khi đến cái chân móc đó rồi thì tiếp tục nẹp cho mình một cạnh của nơ. Vào chân đầu tiên nè. Và cái chân tương ứng. Hai chân móc song song như thế này móc vào mũi móc đơn ha. Sau đó các bạn sẽ nẹp cho mình tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối. Sau khi đã nẹp được cái thân nơ còn lại rồi nè thì lúc này đến cái chân móc cuối cùng mình cũng tạo góc ở đây. Đâm kim vào hai chân móc song song tương ứng với nhau. Sau đó móc vào đây 3 mũi móc đơn để mình tạo góc ha. Móc đơn đầu tiên nè móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba khi mình đã viền được đến đây rồi thì lúc này mình sẽ có hai cạnh một cạnh của phần nơ và một cạnh của phần thân ví thì các bạn sẽ không viền ở cái cạnh của phần nơ mà mình chỉ viền ở cạnh của ví thôi nha mình sẽ đẩy cái cạnh của phần nơ qua thì ta sẽ thấy được các cái chân móc của phần ví mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn ha khi móc mà thấy giờ sợi len thừa á, thì các bạn cứ giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc mình sẽ móc tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối nha. Khi mình đã viền được đến cuối rồi nè thì cái chân móc đầu tiên mà ta bắt đầu nẹp của phần nơ với phần thân ví, tiếp tục móc cho mình vào đó một mũi móc đơn. Sau đó đâm kim vào chân và ta bắt đầu móc mũi móc đơn đầu tiên của phần nẹp á, móc vào đó một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len tiến hành dấu cho mình sợi đen thừa vào trong các cái mũi móc ha thì mình sẽ có được cái phần nơ chập lại như thế này lật cái mặt trong của phần thân ví lại nè thì cái một nửa bên này mình sẽ đưa qua ha các bạn sẽ sử dụng cho mình kim khâu mình sẽ xỏ sợi len vào trong kim khâu đây là mặt trong ha các bạn sẽ giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc để cho cái sợi len của mình nó không có bị tuột thì lùi về cho mình một mũi ha sau đó tiếp tục giấu len thừa khi đã giấu sợi len thừa cho đến cái vị trí thẳng hàng với lại cái phần thân ví rồi nè giống thẳng từ góc này qua ha mình sẽ khâu lại ở hai chân móc tương ứng với nhau hai chân tương ứng với nhau ha kéo len nè tiếp tục khâu ở hai chân kế tiếp cứ khâu cho mình từ dưới lên ha mình sẽ khâu theo một chiều các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến cái phần góc bên này sau khi đã khâu hoàn tất rồi nè thì mình sẽ có được cái phần thân ví như thế này ha gặp lại thì cái phần thân nơ của mình nó sẽ nằm ở phía ngoài bây giờ mình sẽ tạo cái dây nơ ở phía dưới Phần dây nơ thì các bạn cũng móc cho mình cái kích thước bằng với lại cái phần thân trên, tức là ta sẽ có 20 mũi móc xích. Sau đó các bạn móc lên cho mình hai hàng móc để mình tạo cái độ dày cho phần dây. Được hai hàng móc rồi mình sẽ tạo cho cái hàng viền nữa ha. Và để tiện cho việc sử dụng cái sợi len thừa á các bạn móc cho mình hai hàng móc ở phần dây nơ rồi thì mình tiến hành cắt len. Ta có hai hàng móc rồi nè, mình sẽ chọn cửa chân móc nằm chính giữa ha, 20 mũi móc xích thì mình sẽ chọn cái chân móc thứ 10 hoặc là thứ 11 đâm kim vào chân móc đó đưa cái sợi len ra phía sau kéo sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích sau đó lần lượt móc tương tự cho các chân còn lại mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn ha các bạn sẽ móc cho mình cho đến góc khi móc mà gặp những cái sợi len thừa thì cứ giấu sợi len thừa vào trong mũi móc nha Để khi mình cắt len không có phải giấu len nhiều Sau khi đã móc được đến cuối hàng nè Bây giờ mình sẽ tạo góc ha Thì góc nó tương tự giống như cái phần thân của ví Mình sẽ móc vào chân cuối cùng đó ba mũi móc đơn cùng chân móc Móc đơn đầu tiên nè Móc đơn thứ hai và mũi móc đơn thứ ba sau đó tiếp tục chân kế tiếp sẽ là chân nằm chính giữa của hai hàng móc mũi đơn mà mình tạo đầu tiên á. Móc vào đó một mũi móc đơn. Hai hàng mà mình tạo đầu tiên đây ha. Thì mình có một cái chân móc nằm chính giữa nè. Móc vào đó mũi móc đơn. Sau đó chân cuối cùng là cái chân của mũi móc xích. Móc vào cái chân đó ba mũi móc đơn để mình tạo góc. Sau đó di chuyển kim đến các chân bên này, mỗi chân móc một mũi móc đơn và các bạn tiếp tục tạo cho mình góc ở hai cái đoạn còn lại móc tương tự cho mình cho đến hết vòng sau khi đã viền được đến cuối vòng rồi thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên mà ta bắt đầu viền móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len lúc này các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài mình sẽ sử dụng đoạn len này mình tạo phần nơ ha dùng kim khâu xỏ sợi len này vào trong kim khâu để tạo được cái phần nơ nè các bạn sẽ gặp cho mình ở cái phần dây nơ mình sẽ gặp lại đây là mặt phải ha gặp xuống dưới như thế này sau đó ta sẽ đâm kim vào cái chân móc song song với nó thì cái phần thân dưới của mình nè cái dây dưới của mình nó sẽ gặp lại như thế này ha Tiếp tục đến cái phần thân nơ bên trên mình sẽ chia đôi cái phần nơ đó lại. Chia đôi nè. Mình sẽ gặp một nửa ở phía dưới và tiếp tục một nửa ở phía trên để tạo hình cho phần nơ. Và đưa cái phần dây nơ ở phía dưới vào. Ta sẽ đâm kim từ dưới lên trên vào cái vị trí chính giữa của cái phần mà mình vừa gặp ở đây ha. Sau đó tiếp tục mình sẽ quấn nhiều vòng để mình tạo cố định được cái phần nơ. Mình có thể cố định bằng ở một chân móc ha. Sau đó tiếp tục quấn nhiều vòng. Hoàn tất được nơ rồi thì giấu cái sợi len mà mình vừa khâu lại. Mình có thể giấu vào bên trong ha. Ta sẽ hoàn tất được phần nơ như thế này. Tiếp tục mình sẽ tạo cái phần dây chính giữa ha. Các bạn sẽ tạo cho mình hai hàng móc, và hai hàng móc này số mũi móc các bạn canh làm sao khi mà mình quấn quanh cái phần nơ. Nó nằm ở chính giữa như vậy nè. Khi mà mình quấn quanh thì nó sẽ vừa đủ, vừa khích để mình tạo cái phần nơ này ha. Thì đối với cái phần dây nơ này mình sẽ móc lên tổng cộng là 10 mũi móc xích. Ta có hai hàng móc, mỗi hàng sẽ có 10 mũi móc đơn. Sau đó cắt một đoạn len vừa đủ dài. Xỏ cái sợi len này vào trong kim khâu nè. Các bạn sẽ đưa cho mình cái phần dây này vào mình sẽ khâu hai đầu lại. Khâu vào những cái chân móc tương ứng ha. Khâu khít lại nè sau đó giấu sợi len thừa. Anh chỉnh lại cho cái phần khâu nó nằm ở phía sau. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được phần nơ phía trước ha. Để khóa lại phần miệng ví á, các bạn có thể sử dụng cho mình nút hít, mình sẽ khâu ở hai mặt để mình khóa lại phần miệng của ví ha. Ta sẽ hoàn tất được một cái mẫu ví xinh xắn như thế này. Bên trong các bạn có thể để thẻ ATM hoặc là tiền hoặc là một số phụ kiện cá nhân vào bên trong ha, sau đó mình sẽ khóa lại. Như vậy là mình vừa hoàn tất xong được một cái mẫu ví cầm tay xinh xắn như thế này. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!